xa là nhớ, gặp nhau là cười. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng như mây, cháu yêu bà, cháu đánh lần này. Khi cháu ăn lời cháu mới biết bà vui. Nhưng mà em này thì bây giờ chờ cho hết thứ này. Thì sắp tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều em bé như vậy vô đây. Kính thưa cha Phêrô, Nguyễn Văn Tường thân mến, hôm nay con trở lại phòng khám và đang gặp trở lại những bệnh nhân mà cha đang điều trị. Họ đang gặp khó khăn về tài chính khi mà họ đi chữa chạy khắp nơi, rồi khi đến khi họ cạn kiệt về tài chính mới biết đến danh tiếng của cha. Các thầy đã phải gánh vác lại công việc cũng như sứ mệnh của cha để lại. Và hôm nay đây, con đang tiếp tục cái hành trì mà cha đã ủy thác lại cho con, đó là luôn luôn bám sát bên cạnh những hoàn cảnh khó khăn mà vì công việc quá nhiều cha không thể lo hết được. Và thưa cha, hôm nay mùng 9 tháng 11 2023, con tiếp tục cái hành trì mà cha căn dặn ủy thác lại cho con. Và thưa cha, hôm nay đây, trước màn hình của con và của tất cả quý vị khán giả, đó là một hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu bé mới có 8 tuổi, Hoàng Mai, nhỏ tuổi thế thôi, nhưng mà cháu đã mắc căn bệnh ung thư. Câu chuyện của bé Hoàng Mai là con cũng đã đưa lên, và rất là tuyệt vời khi câu chuyện bé Hoàng Mai đưa lên đã được rất nhiều cô chú mạnh thường quân trong ngoài nước đồng cảm và ủng hộ cho một số tiền rất rất nhiều so với những bệnh nhân ở đây. Số tiền này có thể so với những người có điều kiện, những người có cuộc sống khá giả trong xã hội thì không là gì. Nhưng với những bệnh nhân mà đang về điều trị ở cha, họ đến đây được cha điều trị hoàn toàn miễn phí, thế nhưng họ lại không có tiền để nuôi bệnh, để hỗ trợ cho người nuôi bệnh. Họ không có tiền để thuê đơn tiền trọ, cũng như không có tiền để thuê xe ôm đi lại. May mắn thay, vẫn còn có nhiều cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước đồng hành cùng với con để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đáng thương. Và hôm nay đây, con thay mặt các mạnh thường quân nhà hảo tâm để trao số tiền hơn 20 triệu cho bé Hoàng Mai. Và trước khi để trao số tiền này, con xin cha hãy ban nhiều ơn lành đến cho tất cả mọi người ở lại, đặc biệt là những bệnh nhân đang điều trị ở cha. Trước hết thì cho thầy trao tiền trước rồi thầy trò chuyện sau nhé. Cho thầy trao tiền trước đã. Rồi bây giờ nhờ chị Lê Thị Thu là mẹ của Hoàng Mai sẽ kiểm tra số tiền này là bao nhiêu tiền, rồi đến đi số tiền này bao nhiêu tiền đây, rồi kiểm tra lại rồi cho thầy hay. Thưa thầy là 4 triệu 400. Bao nhiêu? 20 triệu 400. 20 triệu 400 đúng không? Dạ. Tổng số tiền của mình thường quân hỗ trợ cho mình là 20 triệu 375. Dạ. Nhưng mà thầy làm tròn cho 20 triệu 400 nha. Dạ rồi. Mất hết ly cà phê của thầy đó. Dạ. Rồi con bỏ lại thầy. Thầy đó đùa vui thôi. Dạ. Thầy làm cái tròn nha. Dạ. Và đây là sự hỗ trợ của các mạnh thường quân sau. Thầy xin đọc lên cho mình biết mình nghe nhé. Vâng,
Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn đến chị Hoàng Anh ở Bến Tre 500.000 đồng. Cảm ơn đến cô Lê Thị Xuân 300.000 đồng. Cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Hùng 300.000 đồng. Cảm ơn đến anh Nguyễn Thủ Huy 500.000 đồng. Cảm ơn chị Giác Duyên 500.000 đồng. Một người chuyển khoản chưa biết tên 500.000 đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mỹ Linh 500.000 đồng. Một người chuyển khoản chưa biết tên 1 triệu đồng. Cảm ơn chị Khâu Phạm ở Long An 3 triệu đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Sơn Nen Sa Đéc 3 triệu đồng. Cảm ơn bác Phương ở Ngọc Hồi Con Tum 500.000 đồng. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Quân 2 triệu đồng. Một người chuyển khoản chưa biết tên chuyển khoản cho Xuân Dũng 2 triệu, trong đó ghi là 1 triệu cho bé Hoàng Mai và 1 triệu cho bệnh nhân khác mà Dũng không biết là bệnh nhân đó là bệnh nhân nào. Dạ, làm ơn cung cấp cho Dũng thêm bệnh nhân tiếp theo. Chỉ biết là cho bé Hoàng Mai là 1 triệu. Rồi, cảm ơn một người chuyển khoản 200.000 đồng không có tên. Cảm ơn Mạnh Thường Quân Đỗ Ngọc Dương 200.000 đồng. Cảm ơn gia đình Thùy Dương, Yuli, Minh Phương, Khánh Vi 500.000 đồng. Và cảm ơn đến Nguyễn Hoàng Liêm 1 triệu đồng. Và người cuối cùng đó là chú Peter Nguyễn ở Cali 4.875.000 đồng. Và tổng số tiền là 20.375.000 đồng. Wow, quá tuyệt vời luôn, cười tươi luôn. Trời ơi, cười tươi này mới là cười tươi. Con cảm ơn đi, cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Dạ, con cảm ơn các Mạnh Thường Quân và các Đà giúp đỡ con. À, nhiều không? Tiền nhiều không? Dạ, nhiều. Nhiều hả? Nhiều chừng đó là mua được cái nhà không? Mua được không. Cái nhà không? Mua được con búp bê không? Mua được bốn mấy bộ áo quần không? Được hả? Rồi bây giờ tiền này con muốn làm gì? Dạ, chữa bệnh. Chữa bệnh hả? Chữa bệnh ở đây con đâu mất tiền đâu. Nhưng mà thuê phòng trò. À, thuê phòng trò chứ chữa đây không mất tiền mà. Thuê phòng trò, thuê phòng trò nhiều tiền không? Dạ, chắc ai từ vừa tiền. Ồ, vậy hả? Ồ, chắc thôi à? Dạ, chắc cú đấy chứ. Rất là thông minh. Rất thông minh mà tội nghiệp lắm cả nhà. Mới học lớp 1 thì bị bệnh và phải dừng lại luôn. Tức là không phải học lớp 1 bị bệnh mà bị bệnh từ trước, nhưng mà vào lớp 1 thì yếu quá, vừa bệnh mà vừa đi học nên đến ra cũng cùng phải bỏ học để chữa bệnh. Con muốn quay trở lại trường không? Dạ có. Có hả? Quay trở lại trường để làm gì? Dạ đi học. Học để làm gì? Học để làm gì? Con phải biết học mục tiêu mình học để làm gì chứ. Để có để trở thành người tốt, đúng không? Học để biết để sau này mình trở thành người tốt. Gì nữa? Đó. Để là lấy gì? Giúp cha giúp mẹ, cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, đúng không? Đó, học là phải như vậy. Chứ không phải học vài bữa nữa học ra bút lồn nó đâu được. Làm chỉ đài đâu được. Đúng không? Mình học để mình nhận thức cái nào đúng, cái này sai, cái nào tốt, cái này xấu, mình để rồi mình chọn những cái gì tốt đẹp mình làm, mình đi theo, đúng không? Những cái nào xấu để mình tránh ra. Học để sau này mình có kiến thức để học lên là mình đi làm kiếm tiền về phụng dưỡng cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, thấy không? Rồi bây giờ con hát à, Hoàng Mai hát cho chú Dũng bà nghe coi. Bài gì nào? Hả? Bài gì à? Không biết. Hay bài như bài hồi bữa lại đi. Ba thương con đi. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gặp nhau là cười. Nó nhìn đâu vậy? Nhìn qua ống kính nè. Lại. Ba đi xa. Ba đi xa thì con nhớ mẹ. Mẹ đi xa thì con với ba. Cả nhà ta đều yêu thương nhau. Xa là nhớ, gặp nhau là cười. Thì có một bài một đấy hả? Bài nữa đi. Bà ơi, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu đánh làm ngay. Khi cháu ấm lời, cháu ấy biết bà vui. Chị ông đâu, chị bà đi đâu. Rồi sao nữa? Ông mặt trời cũng dậy. Sao nữa? Có con chim vẫn khuyên nhỏ. Hát 2, 3.
Không có. Mùa giáo không đi học thầy ạ. Rồi, cảm ơn bé Hoàng Mai nhiều. Còn bây giờ thì để mẹ báo Hoa, mẹ báo Hoàng Mai chia sẻ điều gì không nè? Dạ, thì con xin chào thầy Dũng. Con đến đây là phòng khám y truyền của phòng khám yêu thương cho không của cha Nguyễn Văn Tường. Thì đến đây thì mọi thứ khám rồi chữa bệnh, gạo, nước đều là cho hết, cho không tất cả. Nhưng mà phòng con phải thuê phòng trọ về mua đồ ăn cho cháu thêm hoa quả với để rau củ quả. Thì gia đình con cũng khó khăn quyết định. Thì nhờ được mạnh thường quân với lại cộng đồng mạng giúp đỡ con thì con có số tiền lớn vậy, con cũng xin cảm ơn nhiều. Và mỗi lần con mới xuống được có một tháng mà con thấy con thương cha nhiều lắm. Cha đi sớm quá, tuổi đời còn trẻ, với nhiều người đó còn cần cha và mong chờ cha. Đang còn chạy chữa ở nơi này cũng rất khá đông mà con thấy cha đi sớm quá, con thương lắm, con buồn, con nhớ lắm, con không biết phải nói làm sao. Con cầu mong mà cha về trên thiên đàng cầu nguyện cho các thầy rồi phòng khám rồi các bệnh nhân được mau khỏi bệnh. Như con đúng thật, con ở gần cha mà ngày nào con cũng khóc, con không biết làm sao. Sao mà cha đi tuổi đời còn trẻ quá mà cha lại giỏi chữa bệnh được ung thư cho mọi người mà con không tiếc quá, con không biết phải nói làm sao, con buồn lắm. Như con cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình con có số tiền để chữa bệnh cho cháu, tại vì cháu cũng trải qua nhiều giai đoạn rồi, giờ cháu còn ám ảnh lắm. Cháu nói là xuống đây phòng khám không mất tiền mà lại không đau đớn gì, được hết bệnh nữa. Thì thấy bé cũng vui, cũng gia đình cũng vui mừng. Thì xin chúc cho mọi người luôn được bình an với mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, rồi để chia sẻ cho các bệnh nhân khó khăn hơn nữa. Nếu những mạnh thường quân với nhà hảo tâm có ý giúp cho bé Mai thì gia đình cũng xin cảm ơn dừng lại để dành những cái số tiền lại đó cho những bệnh nhân khác. Tại vì cái tình này cũng chắc cũng có dư ít rồi, vì ở dưới này có 3 tháng mà không mất tiền khám với tiền thuốc tiền nước, chỉ có mất tiền phòng trọ với tiền ăn cho bé thôi, mua thêm rau củ quả vì gì vì trái cây gì thôi, thì gia đình xin nhường lại cho những bệnh nhân khác. Đúng rồi. Dạ. Không, tốt quá bé. Dạ. Dạ. Rồi xin cảm ơn dạ. Thầy Dũng nhiều đã. Về bé Hoàng Mai nhé, cố gắng nha. Bây giờ Hoàng Mai ăn một ngày được mấy lít cháo nữa thì nghe. Dạ, gần 3 lít hoặc là có ngày ăn nhiều thì 3 lít rồi. Ui trời, ghê. Ăn nhiều cái bụng bự lắm phải không? Ôi ăn này 3 lít rưỡi luôn. Khi nào ăn xong cũng dậy đi nói, rồi vào cái bụng nói con, cái bụng con chắc đi phải đi đẻ đã chứ no quá. Giống mang bầu, mang bầu em, giống mang bầu em bé 9 tháng rồi. Ăn nhiều lắm. Chúc mừng con nha, ngoan nha. Đó, Chúa ban ơn lành cho con nha. Chúa ban ơn lành cho con để con cha Tường sẽ ban ơn lành cho con để con mau hết bệnh nha. Nha. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh K113 bé Nguyễn Lê Hoàng Mai sinh năm 2016 ở Đắk Nông rất là nhiều. Chúc mọi điều tốt lành tốt đẹp nhất đến với tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh này. Và qua video này Dũng cũng mong tất cả mình thường quân mà chưa bao giờ ủng hộ thông qua Xuân Dũng để hỗ trợ cho các bệnh nhân ở đây thì hãy mình dàn liên hệ với Xuân Dũng để góp cho Xuân Dũng thêm quỹ nữa để Dũng có thể mình dàn để mà đủ niềm tin, đủ tự tin hơn để ủng hộ cho những hoàn cảnh tiếp theo. Vì đằng sau Dũng còn một sấp hồ sơ của những hoàn cảnh khó khăn mà Xuân Dũng đang còn băn khoăn lắm, thì chưa biết là mình đưa lên, không biết là mình thường quân có hỗ trợ hay không, rất là lo lắng. Rồi xin chào hai mẹ con. Rồi, xin chào thầy Dũng nhé, thầy Dũng cảm ơn thầy Dũng nhiều. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn cha. Cha đang nhìn xuống xem Xuân Dũng làm như thế nào và hy vọng rằng những điều con làm cha sẽ hài lòng và ủng hộ cho con cho nhé. Rồi, con xin chào cha.